Rồi, hôm nay có thêm một cái mẫu hình ông già Noel, ý lộn, Doraemon chị các bạn nha. Doraemon này là cái đầu Doraemon Doraemon xanh. ha, Doraemon xanh. Thì đây nó có cái chuông đó nè. Đây em có bơm sẵn cho anh chị các bạn xem ha. Này có bơm sẵn. Thì cái này anh chị bắn bay hay bắn cây cũng được. Như bắn bay thì anh chị khí hydro anh chị tự chế ha. Còn cái bắn cây thì mình sẽ mua cây về, mình chỉ cần buộc vô cái nòng như gì là mình có thể bán được anh chị các bạn ha. Rồi, bây giờ cho mượn cái. Cái con này nó cái bề ngang của nó là khoảng anh chị các bạn xem á, kích thước ha là 2 nè. Nó khoảng cỡ 2 tấc mấy anh chị các bạn ha. Ở đây em đo lên anh chị nhắm theo cái bàn tay của em ha. Đó. Con lấy sẵn một một mét luôn rồi đó. Lấy dài dữ vậy? Sẵn 1 mét, lỡ thì có con nọc sẵn 1 mét thì đo luôn. Đây có cái thước anh chị bạn, nó khoảng cỡ 30 cm, 3 tấc mấy ha. Để cho anh chị các bạn nào mà ở vùng những tỉnh thành xa mà muốn có nhu cầu lấy sản phẩm thì mình thấy trực tiếp luôn, mình không cần phải đến cửa hàng đồ chơi anh chị các bạn ha. Còn anh chị các bạn nào mà ở cửa hàng đồ chơi thì mình có thể đến đó mình lấy. Rồi,